chắc nó mới mở nó đi đâu mà ăn hồi xưa giờ đi dưới chứ đâu cơ. Mai chứ à, hướng là Mai Chí Thọ đúng rồi hả? À, kia là xe lộ Hà Nội đi về Thủ Đức, cái đường đoạn kia đoạn nó mới mở nhưng chưa thông xe mà chắc nó đi đi thẳng xuống khu công nghệ cao quận 9 rồi.